Rồi. Chào cả nhà, Elina đi siêu thị. Elina lần đầu tiên đi siêu thị nha. Elina lần đầu tiên đi siêu thị nha Elina nha. Chạy ở đâu? À ngồi đây chạy. À rồi. Ờ nó thấy khu vui chơi đây nè, hôm nay nè. Cho nên là phải dẫn đi. Không dẫn chỉ cự. À ngoại ngồi đây với Lina ha. Chứ ở nhà thì người ta bắt nằm không ở nhà nhỏ buồn. Đó, Lina muốn chơi gì cũng được nữa, cái khác nữa đó Lina. À, vô trong đây là chơi được mấy này được luôn á. Ủa, mình mua 55.000 vô chơi gì có giới hạn bao nhiêu tiếng không? Cho Lina chơi chán trong đây đi rồi hả ra. Nghe ngoài tô tượng. Đó, cái con đó ngồi giữ con nó đang cố. Không? Ừ, nó đang ngồi giữ con đó đó mà. Ừ. Chứ ở nhà không có gì chơi nãy giờ bỏ ra đây bỏ có đồ chơi kìa đó đi bỏ vô kìa bỏ vô đó kìa đó mở thấy không ở nhà buồn ở nhà buồn đó quay kìa thấy chưa ở nhà buồn rồi đi siêu thị 86.000 tự trọng ra đây nãy con đưa 100 luôn 86 hết người mình nè bốn người nè giống như 100 đó con đưa 100 á 100 thì làm như là 4 đồng tiền đi taxi 4 đồng cũng được dạ đúng rồi mà đi tại taxi nó 4 chỗ tại vì taxi nó 4 chỗ á bây giờ mình mở đi một người cũng nhiêu đó thì đi hai người cũng nhiêu đó 3-4 người cũng nhiêu đó từ nhà ra siêu thị này nè 100.000 như 4 euro rồi xong rồi chơi đã rồi chừng nào về thì điện thoại nó tới rồi nó cứ về 100.000 nữa vậy đó cũng được. Chỉ có đi bữa đi về nội thì hơi nhiều thôi, 100 mấy hơn 200. Xa đúng rồi, về tới nhà nội xa. Bỏ Elina đó với bà ngoại hai mẹ cháu đi dạo vòng nè. Dạo vòng siêu thị bán quần áo. Siêu thị bự quá hả? Hả mợ hả? Cũng bự rộng quá hả? Mát mẻ ha. Ờ mát mẻ. Lớn rồi nha, cũng lớn bộn á. Thấy lớn bộn á. Bán đồ ăn đồ luôn hả? Bán đồ ăn đồ luôn. Ồ, bán bông à, chứ nghĩa là vô trong siêu thị là bán trái cây. Trái cây rau củ thịt thà gì này kia đó ha. Là đi siêu thị đó. Đây nè xe đẩy nè, muốn đi siêu thị là lấy xe đẩy nè. Đó. Mày vô siêu thị nè, để hồi rủ Elina dẫn bà ngoại để xe đẩy vô siêu thị nè. Đó. Bỏ Elina với bà ngoại đằng đó hai bà mẹ cháu đi dạo vô siêu thị rồi sầu riêng nó thơm nè. Tới cái hàng sầu riêng trời, nó thơm nó kiếm 100.000 mà giảm còn 84.000 một ký. Trời ơi, nó khủng khiếp cái hàng sầu riêng. Mà không mua tại nhà mình còn hai trái Linh cho. Dạ. Bự lắm, 5 trái một ký cho nên đâu mua làm gì đâu. Cái nè. Quá trời luôn. Thơm lực lòng. Trời ơi, quá trời sầu riêng. Lực nồng luôn khủng khiếp. Ai ăn không nè, 85.000 ký. Đó, ngồi sẽ cho ăn gà rán gì đó rồi bên đây lại kem nè phải không? Kem trà sữa à, đây có trà sữa luôn. Đó. Đây nữa nè, cái này cũng có kem luôn nữa nè. Đó này kem có luôn, rồi bên kia có nữa à, tan lẩu cái gì mợ phải không? Lẩu phải không mợ? Nó tan lẩu phải không? Đó, tan lẩu. Này. Ủa trời ơi xe độ luôn chán cái kia hả
trắng cái kia hả? Ủa chạy mình luôn. Cắm bà ngoại hả? Ra chở bà ngoại. Đây ra chở bà ngoại kìa. Ở này massage nè mở. Đây massage. Trời ơi, na ngầu quá trời, quá dữ luôn, quá dữ luôn. Quẹo qua đây, quẹo qua đây. Rồi giờ tới Ina chở bà mợ. Hết tiền hả? Phải không? Rồi giờ mà phải mua nữa phải không? Một lần chạy 45.000, không biết được nhiêu phút quên rồi, không để ý nữa. Nãy chở bà ngoại xong giờ tới chở bà mợ. Nè, trời ơi, Lina chở mẹ luôn. Ôi da, da, Lina chở luôn. Được không? Dữ không? Dữ không? Trời ơi, Lina mô tô chở mẹ luôn. Dữ quá luôn. Dữ quá luôn. Lina lái xe nào thích không? Thích hả? Thích quá. Dữ quá trời luôn. Hai tuột rồi đó hả? Nãy giờ ba ba tuột, hai tuột hả? Phải không? Mấy tuột? Hai tuột hả? Xong bạn hồi đi lại đây tôi tưởng nha. Nè, tôi tưởng nha. Làm hình nào Hello Kitty hả? Thì con phải lựa hình nào con thích á. Ở đây hình nào mình làm ở đây được. Rồi. Ta chở nha. Dễ lên anh. Con lựa tượng đi. Con lựa tượng đi. À lựa bức tranh đó hả? À, con muốn bức tranh hả? À vậy con đi lấy bức tranh. Cái mẹ tưởng nó con thích tượng rồi con lựa tượng. Con lựa thích bức tranh thì lấy bức tranh à. Con thích cái nào? Cái này phải không? Rồi vậy con làm cái này. Cái này nè em trai. Ờ, nó thích cái này. Con nó có màu luôn á phải không? Rồi ta có cái hình mẫu cho Ina coi luôn. Thấy không? Ina không tô một tượng về tặng hai hả? Em về tặng chị hai một cái đi ha. Lựa đi Lan Anh. Thích nào lựa đi. À tặng cho hai với anh ba hả? Nè Elina thích cái hình này nè. À mẹ. Rồi nè, bữa nay Elina biết thêm được một gì nữa nè. Elina biết thêm được một gì nữa nè. Đó, con chú Mười á. Con mới biết lần đầu luôn á, dễ thương. À, biết bác Năm không? Ba không chở hả? À. À. Chú Mười không có chở hả? Rồi Na nãy giờ sắp tới xong chưa? Xong cái này rồi. Dạ, nó lựa hình đó, nó kêu lựa mấy cái tranh kia mà không chịu lựa cái hình đó. À với nó nói là nó lựa cái hình này nè. Cái anh nó nói cái hình đó anh ba nó sẽ thích. Là cái mặt gì đó ai biết không biết luôn. Mặt mày bà ngoại thấy giống mặt mèo quá à. Thấy không? Mẹ ơi con. Ơi gì?
giờ tôi làm mấy gì cháo đó ông, cháo tô tô chưa xong, say mê luôn. Tô tô dễ dễ mẹ còn ngoại nha với bà mợ hả? Đang ngồi nghỉ, đằng kia ngồi đợi Lina đó. Giờ ngồi đợi ăn gà gán ha. Mình đợi ăn gà gán nha. Thấy Lina ha. Ở nữa hả anh Nam? Hả? Gà. Mình thấy bà ngoại ăn kem mà bà ngoại không ăn gì hết đó. Má ăn đuôi gà kìa. Elina, Elina vô đó với hai dì vô đó rồi. Ăn xong rồi cho nên dì vô đó chơi tiếp, chơi trái cây. Cái chợ. Nãy chơi khu kia xong giờ thấy khu này ngon hơn nè. Cho nên là dì vô khu này nè, đúng rồi, khu này bên đây chơi ngon hơn. Nhìn thấy sạch sẽ mà nhiều đồ chơi hơn nữa nè. Đang đợi Lina chơi cho nên là đi quay vòng vòng ở đây nè, đùi gà chiên, cánh gà chiên giòn, đùi gà chiên giòn luôn, lăn bộ chiên giòn luôn. À có gà quay nữa nè, gà quay đùi gà nữa nè, đùi gốc tư nướng 14.500 một cái, nguyên con gà luôn. Hồi hỏi mẹ coi có ăn gì không ta. Đây là dưa hấu 21.000 ký, quá trời luôn. Trong kia kìa, sồi ổi gì quá trời quá đất luôn kìa, trong kìa bưởi, bưởi quá trời bưởi luôn. Là nó bán khoảng cỡ 2 đồng/ký, còn cái bên đây 1 đồng, mẹ 2 đồng. Có cà khô. Ela xuống đây chụp hình đi. Kìa lại đây. Lại đây. Nhiều bánh này. Bánh mình bên đây sạch hơn bên kia. Bên đây chỗ này chơi ngon hơn, đúng rồi, Lan Anh nó nói. Đây sạch sẽ hơn mà có nhiều trò hơn. Ừ. Đâu biết đâu, nãy bên kia mình gặp mình nhào vô thôi.